những màn trình diễn dũng mãnh, những cuộc so tài đỉnh cao, các cuộc triển lãm trưng bày vũ khí trang thiết bị mới hiện đại, những chương trình giao lưu nghệ thuật, triển lãm sản phẩm văn hóa, quảng bá tôn vinh hình ảnh vị thế đất nước, con người, quân đội nhân dân Việt Nam và các nước. Tất cả sẽ có trong hội thao quân sự quốc tế Army Games có quy mô lớn nhất trong lịch sử, khởi tranh từ 22 tháng 8, kết thúc ngày 4 tháng 9 năm 2021. Hơn 280 đội tuyển đến từ 42 quốc gia, 34 nội dung thi, trong đó có 3 nội dung hoàn toàn mới, được tổ chức ở 12 quốc gia. Việt Nam lần đầu tiên đăng cai các nội dung thi đấu gồm xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn. Tại Army Games 2021, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam tranh tài ở 15 nội dung thi đấu. Cùng với nỗ lực nâng cao thành tích ở các môn thế mạnh, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ ở 5 nội dung lần đầu tham dự như kinh tuyến, cúp biển, đội quân văn hóa, xạ thủ chiến thuật, thợ quân khí giỏi. Các phóng viên báo quân đội nhân dân có mặt tại Nga, Trung Quốc, Belarus cùng các cộng tác viên sẽ trực tiếp đưa tin về Army Games 2021. Lễ khai mạc, lễ bế mạc Army Games 2021 tại Nga và Việt Nam. Các cuộc so tài của đoàn quân đội nhân dân Việt Nam ở một số nội dung thi đấu sẽ được báo quân đội nhân dân tường thuật trực tiếp trên website báo quân đội nhân dân điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo, Lotus của báo quân đội nhân dân. Mời quý vị và các đồng chí đón xem bắt đầu từ 22 tháng 8 năm 2021.